hồi hộp vì được biết anh Bình rất là đẹp trai, rất là dễ thương, và thật sự là một người nghệ sĩ mà em rất là mong muốn được gặp. Mình rất ấn tượng với lại vai diễn của diễn viên Du Dương. Thì hôm nay Galaxy có tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với lại diễn viên Du Dương, mình rất là nóng lòng. Chúng tôi cũng bám sát hắn 24/24 trong suốt hơn một tuần qua, cũng không phát hiện ra mối quan hệ nào bất thường. Có thể hắn là người đàn ông chân chính duy nhất còn sót lại trên cõi đời này. Mình vô đây mình giao lên trực tuyến thôi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Ok, đi. Cho vào với, tính ra rồi, chết ra rồi. Mấy cái điện thoại chị kêu em bẻ khóa, em làm tới đâu rồi? Em đã làm xong hết rồi. Em cũng đã gửi hết thông tin cho chị rồi á. Cảm ơn, rất cảm ơn bên Galaxy rất là nhiều, và cảm ơn các fan của Cô Đại Chiến 2 đã dành thời gian. Mình biết các bạn rất là bận, đặc biệt hôm nay cuối tuần nữa, cho nên đã dành thời gian đến đây thì mình rất hết sức là xúc động. Cảm ơn các bạn, thành ra cho nên hôm nay có gì các bạn hỏi mình sẽ bày tỏ hết. Mình sẽ khai hết, không giấu nữa. Thì tất nhiên là khi mà làm tiếp phần 2 thì bao giờ với cá nhân của Bình Minh nó rất chịu nhiều áp lực, tại vì phần 1 đã quá thành công và được các bạn đang rất là yêu mến rồi. Cho nên phần 2 là với cá nhân Bình Minh là 1, ekip là 2, và đặc biệt là đạo diễn Victor Vũ. Phải làm sao cho kịch bản phần 2 này phải hay hơn phần 1 để làm gì? Nó phải có sự khác biệt phần 1 để còn giữ lại cái tình yêu của fan ở phần 1 dành để sang phần 2 nữa. Mà nếu như làm tệ hơn phần 1 thì như vậy là sẽ rất là nguy hiểm. Còn với áp lực với Minh Huy Khánh thì mình thấy điều này là điều vui, tại vì Huy Khánh có cái thế mạnh của Huy Khánh, và Minh thì có một cái cách riêng để Minh hóa vào cái nhân vật này. Và cho nên Minh chỉ bị áp lực làm sao phải tạo sự khác biệt ở phần 2 so với phần 1 để không giống là Mr. Hoàn Hảo phần 1 nữa, thì đó là cái khác biệt với áp lực. Còn thực sự lo sợ thì Minh nghĩ rằng là không lo sợ, mà Minh thậm chí một hào hứng rất là nhiều. Tại vì đây là một kịch bản Minh tin là rất là hấp dẫn các bạn trẻ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà xem xong phim này, Minh tin là các bạn đang yêu và chuyển yêu sẽ phải nhìn nhận lại cái cách yêu của mình sau khi xem phim. Bởi vì cái kết của cuối cùng rất nhân văn, và Minh thích cái kết của kịch bản này. Tại vì theo như cái quan điểm của mình ấy, là trong một bộ phim, tất cả những cái vai trong bộ phim đó, mỗi vai nó đều có một cái vai trò nhất định của nó, vai chính, vai phụ. Thì mình nghĩ là cái người đạo diễn và người biên kịch ấy, họ đã phân định rõ ràng là cái vai trò của cái vai đó nó đóng tới đâu. Thì đối với mình, khi mà mình nhận một cái vai nhỏ, mình chỉ có một cách duy nhất là mình hoàn thành, tức là mình cố gắng mình thực hiện cái vai đó nó tốt nhất mức mình có thể. Cao quá hả? Cũng xin chia sẻ với các bạn một điều là khi mà Minh được Victor Vũ mời cái kịch bản phần 2 này, thì Minh về sau khi mình đọc xong thì Minh đưa ngay cho bà xã mình để đọc, bởi vì thấy kịch bản quá hay đi. Để làm gì? Để muốn chia sẻ cái niềm vui là khi mình có được cái vai diễn, có được kịch bản này cùng với vợ. Tại vì với cá nhân ở góc độ là diễn viên, thì khi mà đến với nhau thì Thơ đã hiểu được cái công việc của mình đang làm.
cho nên là rất là hiểu, tại vì ở trong phim, trong phim còn ngoài đời là ngoài đời, tại vì trong phim mình phải phải sống trọn những nhân vật đó thì mới được, mà nó bị phân tâm giữa ở nhân vật và ngoài đời lại sợ bị vợ ghen hay không thì chắc chắn nó sẽ bị phân tán và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khi quá trình làm phim. Và một điều đặc biệt là trong quá trình từ lúc mình bước chân vào nghề đến bây giờ là không bao giờ vợ mình tới bước chân đến trường quay cả, không bao giờ bước chân đến trường quay. Đó là một, đó cũng là một nguyên tắc nữa để làm gì, để cho mình toàn tâm toàn ý với công việc. Nó có sự đồng cảm, sự chia sẻ với mình suốt từ lúc mình bước chân vào nghề tới lúc hai người cưới nhau cho đến bây giờ, thì cho nên là mình rất thoải mái khi được đóng những cái vai như thế này. Về còn bạn hỏi là có cảm xúc hay không thì mình xin khẳng định điều rằng 10 người đóng phim thì hỏi 10 người thì đều hỏi có cảm xúc không, đó là có. Nhưng một điều quan trọng là đó thì chỉ cảm xúc trong phim thôi, đấy giai đoạn ở trường quay mà thôi, khi mà hết, khi hồ cắt máy thì lại trở lại con người thật của mình. Thì đó là cái điều mà làm sao với góc độ diễn viên chúng ta phải, mình là phải cân bằng được hai cái đó, tại vì hai cái ranh giới đó mặc dù nó rất là gần nhưng mà nó cũng rất là xa. Có lẽ là cái đoạn nhạc ấy à, có một cái đoạn là sẽ vừa hát vừa nhảy. Thì thật ra em trước giờ không có hát, cũng không có nhảy bao giờ. Thành ra là khi để qua cái cảnh đó thì em phải tập khá là nhiều. Đối với em khi mà em đọc cái vai của em á, nói riêng ra là cái vai của em, thì em thấy cô bé này quái thật, hiếm có. Theo kiểu là thông minh quá mức thì mình đã không nói rồi, mà lại còn bà cụ non, nhưng mà thật ra rất xì tin dâu, lúc nào cũng cố tỏ ra là mình ngầu để cho hợp với các chị, nhưng mà lâu lâu vẫn hay bị lòi cái xì tin dâu ra ngoài. Thì đó cũng là một cái vai rất là dễ thương. Làm rất tự tin khi phim này công chiếu, tự tin rằng sẽ lấy được tình cảm của khán giả và tự tin rằng khán giả sẽ đến Cô Dâu Đại Chiến khi mà mọi người đi xem về xong sẽ truyền tai nhau qua những câu chuyện, qua những hình ảnh rất là đẹp từ DOP, rồi qua những cái cách diễn xuất của tất cả diễn viên trong phim. Và một điều quan trọng nữa là qua cái kết của phim, và mình tin rằng sẽ giữ chân được khán giả. Và còn một tin nữa là mình tin rằng sẽ có bạn phải đi coi ít nhất là 2 lần. Mình không hỏi anh Minh Minh rất là lâu rồi, nhưng mà chỉ được nhìn qua màn ảnh thôi. Hôm nay thì được gặp trực tiếp Minh Minh thì thấy Minh Minh còn được trang cả trong hình nữa. Tức là anh ấy rất là thân thiện, còn hài hước nữa. Mong là anh ấy sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Còn đối với chị Du Dương thì qua một số bộ phim thì thấy chị rất là lạnh lùng, nhưng mà ở ngoài thì chị nói chuyện rất là thân thiện, rất là hòa nhã với fan, rất là hài hước nữa. Xin cảm ơn các bạn đã đến với Cô Dâu Đại Chiến 2, và mình đang rất là xúc động khi thấy rất nhiều các bạn đến ủng hộ cho phim như thế này. Và xin chúc các bạn có giây phút vô cùng thoải mái và sảng khoái, vui vẻ khi coi phim Cô Dâu Đại Chiến 2. Du Dương xin chúc cho bộ phim Cô Dâu Đại Chiến 2 ra rạp và hái được nhiều thành công. Hy vọng là bộ phim sẽ mang lại cho khán giả những cái giây phút thư giãn và thoải mái. Chúc mọi người có một cái Tết thật vui vẻ. Phim Cô Dâu Đại Chiến 2.